dược liệu độc đây chúng ta có nói chung trong y học cổ truyền chúng ta dùng rất nhiều dược liệu độc tính rất là cao, ví dụ như thạch tín hay ngân ngô. Thạch tín là cái hợp chất của arsen các bạn, arsen là một trong những kim loại nặng rất mạnh, cho nên người ta gọi cái này là nhân ngôn, tức là như là nói con người. Nhưng mà nó kim loại nặng sao nó ở trong chế phẩm độc nặng được hả? Arsen. Ờ, sao? Nó ở trong chế phẩm độc nặng, nó giống như nước tương nước đồ mà lậu không bị không ấy là nó có được. Không, arsen làm sao có một độc nặng được? Có uống chết liền rồi. Arsen là trong thạch tín đây là thằng này nó có tính chất nó là diệt trùng rất mạnh, đồng thời nó cũng an toàn. Thạch tín nó dùng có tác dụng vậy, nhưng mà dùng rất ít, nó làm lượng rất nhỏ, nó rất là độc. Người ta nói là khi mà Napoleon bị bại trận hoàn toàn đấy, anh bị bắt đầy ra một cái đảo gì đó hả? Là bọn anh á, bọn thực dân anh nó mới cho một ông giám mục, vì anh này anh vượt ngục rất nhiều lần. Khi anh về là về Pháp là nhân dân là ủng hộ là làm cho bọn thực dân anh để trừ hậu họa, thì nó nhờ một ông giám mục á, hàng ngày đưa cơm đến cho Napoleon ăn á, là bỏ lượng thạch tín rất nhỏ. Thằng này khi mà anh ngộ độc nó ra trường diễn, nó gây viêm rét dậy, viêm toàn bộ đường thực quản. Tiêu hóa rất là... cho nên là khi mà bị một thời gian thì Napoleon cứ đau dày dày, cho nên là nhiều người thấy cái hình ảnh Napoleon là để đây nha, có phải ôi vậy, thật ra anh đau dày dày. Có nhiều người lấy cái mốt làm chụp ảnh đi đâu chụp ảnh gì cũng vậy, làm ra ôi nhưng thực ra đau dày dày, anh đau dày dày do cái ngộ độc thạch tín trường diễn. Đặc biệt của thạch tín là khi nó bài tiết là có thể là qua cái hệ thống tóc lông móng. Cho nên để biết rằng là anh bị ngộ độc bởi thạch tín, người ta lấy tóc, người ta kiểm tra, kiểm nghiệm, giám định là biết được. Sau khi Napoleon chết thời gian đó, là bọn Pháp nghi ngờ, nó mới quật lên, nó kiểm tra. Thì nó biết là Napoleon bị đau độc bằng thạch tín. Nó rất độc, thằng người rất độc. Nhưng thạch tín, tôi đã nói là những thuốc độc thường ở trong đông y nó dùng, nó gọi dĩ độc dược, lại là những thuốc mà không thể thiếu trong một vài trường hợp. Thí dụ các bạn thấy phụ tử rất là ô đầu đúng không? Rất độc, thế nhưng mà trong trường hợp trị tim mạch đồ không có nó là không. Cho mặc dù độc nhưng nó lại nằm trong bốn thuốc quý là vậy, trong tứ quý, xâm nhung quý phụ là chỗ đó. Thì những thuốc này thường là người ta khi có nhu cầu thì nó rất quan trọng, cần thiết, nhưng mà nếu dùng mà không đúng mức thì nó sẽ gây ngộ độc rất nguy hiểm. Thì trong thạch tín tôi nói nãy rồi, đây là hợp chất arsen, tức là arsen oxit, hoặc là arsenic oxit, AS2O3, thằng này thăng hoa được, cho nên ta dùng cái phương pháp thăng hoa để mà tinh chế, người ta gọi là tinh chế xương, tức là cái mũi sau khi nó đốt nóng trên này, ở dưới này thì cái thạch tín nó sẽ thăng hoa, nó bám lại, còn lại những cái không phải là thạch tín thì nó không thăng hoa được, nó nằm dưới bỏ đi. Ta nào là cái này ta dùng, người ta gọi là thạch tín xương, tức là tinh chế xương. Ta cho nồi đất đại nắp, chắc chính là đất sét, ngày xưa người ta không có cái dụng cụ đặc biệt. Cho nên để mà thăng hoa thì sẽ cho dược liệu vào trong cái nồi đất, nhưng mà bây giờ chúng ta gọi là niêu, con niêu rồi những hàng, đó, đại nắp kín, rồi để cho kín hoàn toàn, nó không bay hơi bị thất thoát, nếu mà để không kín thì nó sẽ bay hơi ra ngoài. Nó vừa gây ngộ độc mà nó vừa giảm cái hàm lại đi, ta lấy đất sét rồi. Cấp xét người ta trít là ta cho nước ngào cho nó dẻo rồi nó trít thật kín, ta đun đầu tiên nó đun nhẹ nhẹ để cho cái đất xét nó khô và nó thành như là sứ luôn, hả? À, rồi bắt đầu người ta nung mạnh lên, tức là lửa từ thấp đến cao để cái đất xét cái xung quanh nó khô dần và nó kín mít, rồi chúng ta mới bắt đầu đun mạnh, đốt lửa nhỏ rồi tăng dần, sau đó chúng ta để nguội. Và khi chúng ta làm đây là khi mà chúng ta làm thì chúng ta đốt ở cuối chiều gió. Thì gió thổi ra chúng ta đốt ở phía cuối chiều gió, đừng đốt ở đầu làng, đây là thằng nào ngửi là ngộ độc chết nguy, đại khái như vậy. Thế là người ta rất cẩn thận. Sau đó để nguội hoàn toàn nó đậy nắp, lấy cái phần bột bám trên nắp này này, ta nạo ra, ta nạo hết cái phần bột nó bám ra trên mũi đây, cái ngoài xương, làm thuốc. Cái đó là thạch tín đại chế. Thằng này độc tính cao, thạch tín còn gọi là nhân ngôn. Chứng tỏ là người ta đánh giá cái lời nói của người nhiều khi nó độc hại ghê lắm hả? Nhiều khi một lời nói có thể nó làm cả làng bị thiệt hại, cái gia đình bị thiệt hại, cả dòng tộc bị thiệt hại. Cái lời nói của người là nguy hiểm nhất, cho nên người ta
ví nó như thế này. Rồi chế ba đậu xương. Cái hạt ba đậu nó có một cái lớp vỏ cứng như hạt đậu dầu các bạn. Không biết các bạn biết cái hạt đậu dầu nó tròn vo như con ve, như con ve chó. Ở trên này nó có cái vân rình rình ri ri này, nó rình rình vân vân này. Đó, nó vân vân. Nó bằng cái nó cỡ như gần như hạt bắp nhỏ nhỏ vậy. Thì cái hạt ba đậu này cũng vậy. Cái cây ba đậu có tên hợp là Croton tonkinensis, cũng thuộc họ Euphorbiaceae, nghĩa họ cầu dầu. Họ cầu dầu có đặc điểm là khi nó chín thì nứt thành ba mảnh vỏ, cho nên có một thời gian người ta gọi với họ này là họ ba mảnh vỏ đó. Khi nó chín nó nứt ra nó thành ba mảnh vỏ rất đều nhau. Thì cái hạt ba đậu này chúng ta lấy cái hạt ra, toàn bộ cái họ nhà cầu dầu này đều có cái lớp vỏ rất là khá cứng, cứng nhưng mà nó cứng như là vỏ hạt dưa, chứ không phải cứng nhất. Tức là chúng ta chỉ tập nhẹ đi, hay là chỉ cần cắn cái là nó sẽ bể được, thì chúng ta bỏ cái lớp vỏ cứng đi, nó lòi cái nhân ra. Thực ra đây là hai cái mảnh nội nhũ của hạt đó. Bắt đầu chúng ta sao vàng, sao lên mới được. Chứ nếu để sống chúng ta ép là không bao giờ ra hết dầu, ra không kiệt được. Chúng ta sao khi mà nắm là chúng ta, cái nhân nó nắm lên chúng ta ép thì dầu nó mới ra. Ta để cái tấm giấy thấm ở dưới hả, như là cái giấy vệ sinh bây giờ chẳng hạn. Ta để dưới một lớp, ta bỏ cái hạt nó lên trên, rồi ta lấy một lớp giấy nữa ta đặt lên trên. Ta lấy gì bằng phải mình nặng, ta ép xuống, ép cho dẹp ra. Thì dầu nó sẽ chảy ra, nó thấm vào cái giấy của chúng ta. Ta bỏ cái giấy đi, ta thay 2-3 lần giấy như này, đến khi cái giấy chúng ta không thấy còn dầu chảy ra thấm mình được là được đó. Khi hết dầu rồi phải nhớ từ dầu thì nó rất độc. Thì sau khi ép như vậy rồi á, cái bã còn lại chúng ta có thể tiếp tục sao ít nữa cũng được cho nó giòn, rồi nghiền ra bột hay là để dạ dùng cũng được. Ta gọi đó ba đậu xương, tức là bã ba đậu thì mới dùng được các bạn. Hồi sáng là nói rồi, thằng này rất quan trọng trong bệnh chữa bệnh sơ gan cổ trướng các bạn, vì nó trục thủy nhưng nó gọi là tẩy cái hàn tích đó các bạn, nhớ hộ không. Nếu đại hoàng tính hàn cho nên nó tẩy được cái nhiệt kết, đúng không, nhiệt kết nó kết lại. Chiều táo bón đi cầu không được, hay là gan bị chai bị cứng, ta sờ có cục có hòn nữa, ta muốn cho nó chữa cho nó mềm ra không bạn, hay là tẩy sổ ra, thì chúng ta dùng đại hoàng tính nó mát, người ta gọi là trừ nhiệt tích đó. Còn ba đậu tính ôn cho anh trừ hàn tích, hàn nó tích lại cái nước, mà cái nước nó ứ đậm ta gọi là ung thủng các bạn. Ung là nó thối đúng không, cái nước mà nước nó hư rồi tích lại nó gây bệnh cổ trướng, sơ gan đến giai đoạn cổ trướng là phải có thằng này. Từ vì sơ gan cổ trướng là cái thể hàn cho anh phải dùng thuốc nhiệt. Cái nguyên lý của đông y là như vậy. Vậy nếu mà trường hợp mà bệnh nhân mà bị sơ gan cổ trướng mà chúng ta dùng đại hoàng rồi vô là nhanh chết lắm đó, chú ý. Còn nếu như chúng ta không quen dùng thằng này, chúng ta ngại nó vì độc tính nó cao, ta chưa quen dùng, thì ta buộc lòng phải dùng theo cách gián tiếp như thế này, tức là dùng hai chỉ đại hoàng thì chúng ta dùng phụ vào đó khoảng 3 chỉ phụ tử hát bộ nhà, thì nó cũng sẽ có tính ôn giống như là đại đọc, đúng không? Thì bản thân cái thành đại hoàng là hàn là lạnh, nhưng mà phụ tử đại nhiệt cho nên nó đánh, nó kéo thằng này về chữa được các cái bệnh về hàn tích. Thì ba đầu ở đây nó đặc biệt như vậy. Thằng này có độc tính cao, khi chế chúng ta nên mang kính rồi gì bảo vệ, đặc biệt là con mắt, nó văng vào mắt là mù mắt đó, đọc răng văng người da nó bỏng da ghê vậy, cái dầu đó trên ta ép nhẹ nhàng. Bây giờ chế mã tiền ở đây là chế gì này, theo tôi thì là chế gì này các bạn, tính là cái gì, vì vậy hôm nay chúng ta sẽ làm là thi tốt nghiệp luôn các bạn, phải chế thì ở đây nói qua cái lý thuyết rồi, thì vậy nên chúng ta làm thực tế, tại vì nó rất là nghiệp cho nó rất khó cho trong cái chúng ta này là những cái bài để có thể truyền đạt cho các bạn thực hành được đó, thì nó đều rất dài,
Thì mà thì phải ngâm 4 ngày đêm mình nước hoa gạo thay một ngày tháng lần này sao mà tôi thực hiện cho các bạn mấy tiếng hồ à. Mà chẳng lẽ các bạn lên ở mất vắng ở cả tuần để mà chúng ta làm đã rồi cũng được đúng không? Nhưng mà những này phải làm từ hồi bây giờ. Tôi ngâm sẵn cho các bạn 4 ngày rồi. Đến giai đoạn tôi đã ngâm đến cửa đó rồi đó. Bắt đầu sáng chúng ta lên ta vớt ra. À, bây giờ các bạn thực hành cái giờ tiếp theo đúng không? Đó. Một vài cái có thể làm được, còn có một số cái không thể làm được. Thì ở đây chúng ta có thể ghi nó không phải như này. Là đầu tiên nhất là mã tiền chúng ta ngâm với nước hoa gạo. Mỗi ngày chúng ta thay một lần nước hoa gạo và ngâm trong 4 ngày liền như vậy. Như vậy chúng ta cứ hoa gạo ra đúng không? Lấy nước hoa gạo rồi chúng ta đổ mã tiền là ngâm đó. À, ngày hôm nay chúng ta tách hết nước, ta khuấy lên. Ta tách hết nước ra, ta đưa cái nước hoa gạo mới vô. Ta thấy 4 lần thay là đúng không? 4 ngày là được. Được rồi thì chúng ta sẽ cái hạt mã tiền nó tròn tròn dẹp dẹp. Nó tròn này đó, nó hơi lốm lốm ở dưới này các bạn à. Ở đây nó hơi tròn, nó dày dày này đó. Nhưng mà nó lốm ở dưới. Đặc biệt là cái rìa đây toàn bộ cái thân của nó, toàn bộ cái hạt nó đều có lông mịn, lông mịn, lông và trắng trắng ánh ánh bạc. Cái lông này nếu chúng ta soi lên đó là cái lông che chở hình nậm rượu. Nếu chúng ta soi lên chính mình thấy cái lông nó à, nó có trăm năm phần là vậy. Cái này có thể dài hơn nữa nhưng vì chúng ta làm ghế nhà nên còn này. Các bạn soi toàn cái lông này cũng rất là không dùng được. Chân sau khi ngâm 4 ngày thấy nó vừa được giãn được tập tốt nhưng đồng thời nó làm cho cái hạt mềm hoàn toàn. Chúng ta bóc lấy toàn bộ cái vỏ hạt bỏ đi. Khi bóc vỏ hạt rồi chúng ta thấy hai cái manh ngoài nhũ có giống như chất sừng ấy, trong trong như sừng và dai. Chúng ta gỡ ra, gỡ làm đôi ra. Chúng ta sẽ được hai miếng như này. Hai miếng này ốp vào nhau à, ta gỡ làm đôi ra. Thì ở giữa này nó có một cái cây mầm. Có một cây mầm nhỏ nhỏ này à, ở đây là lá mầm này, đây thân mầm. Chúng ta cạo là bỏ luôn cái này đi. Rồi. Còn những cái này chúng ta thái thành lát, thành sợi này. Một miếng này chúng ta có thể thái ra thành khoảng 5 lát, 6 lát thôi à, là được. À, lát nhỏ nhỏ như sợi mì. Ta lát, thái hết ra đều được. Rồi ta đem ra, ta ngồi chờ ta phơi khoảng vài tiếng cho nó khô. Tôi nói khô lại nó vẫn còn mềm nhưng khô lại bớt, không cần phải phơi khô hoàn toàn. Rồi chúng ta cho vào dầu vừng, dầu mè. Ta lấy cái chai dầu mè, giờ nếu các bạn không có thì cứ mua cái dầu mè Tường An đó chẳng hạn, phải không? Chai nhỏ đó, chúng ta cho tương đối đẫm vào và chúng ta sao? Sao đầu tiên nó nóng lên thì khi mà chúng ta không phải nói, ta chỉ cần sao từ màu trong trong vàng vàng nhạt nhạt đó, chuyển dần dần thành màu nâu cánh gián là được, là dừng lại. Thì mỗi ngày chúng ta có thể uống được một bánh này. Có nghĩa chúng ta thái sợ đó, to nhỏ dần như một lần chúng ta có thể uống được 2 đến 3 cái sợ đó. Ngày cũng 2 lần như vậy. Nếu tính ra gram thì chúng ta thấy là được uống là 0.5 gram một lần. Mã tiền đã chế rồi đó. Và một ngày là uống tối đa không quá 0.5 gram. Thì trong anh điền cái hợp chất quan trọng nhất và cũng là cái hợp chất gây độc duy nhất đó là strychnine. Hiện giờ ngoài thị trường nó có bán cái thuốc tim strychnine sinh pháp. Ngày xưa Pháp nó có pha giữa strychnine cộng với B1, nó gọi cái biệt dược là strychnine B1 đó. Chích thuốc đấy không chích đấy, liệt cơ đâu cơ, nói chung các bệnh về cơ. B1 cũng vậy mà, nó bó thần kinh nữa, nó đau nhức thần kinh cơ thì gần như thành đó là số 1 strychnine này. Đồng thời làm cứng cơ, cho nếu như mà chúng ta cần bôi so bên ngoài để cơ cứng lực sĩ được không à, rồi để cho gà đá người ta, cho gà người ta chết luôn, đá phát chết luôn thì chúng ta bóp mã tiền, bóp cồn mã tiền còn số đó. Nhưng vì nó rất độc cho nên khi vết thương hở trong thang thuốc vỏ mà vết thương hở rách thịt rách da thì không bôi nó được, không bôi cái thuốc có mã tiền. Các bạn nhớ hộ không? Ở Bình Định nó những cái thang thuốc vỏ rất nổi tiếng, có thể dùng trên vết thương hở được. Những cái thuốc vỏ là đều không có mặt mã tiền, các bạn nhớ thôi.
Khi dùng ngoài thì không cần chế hết rồi, chúng ta cứ ngâm sống thì thôi. Các thang thuốc phở mà không có mã tiền có thể bốt không trên cả vết thương hở, mà đồng thời thậm chí vết thương hở càng nhanh lành. Đó. Vết thương nó rực đầy da cóc thì chúng ta cứ bốt luôn trên đó. Nó là càng nhanh lành đóng vẩy nhanh thôi, mà để bình thường, không nhiễm trùng, nó hay vậy. Các bạn có thể chép một cái bài thuốc tôi nói này các bạn về, các bạn có thể tùy đó mà ứng dụng, không được thì rất tốt. Đó. Thì các bạn dùng bài thuốc như thế này, đầu tiên những cái huyết kẹt, huyết kẹt, huyết kẹt, kẹt nó khô, như máu khô, mà cái này nó như nó là một chất mũ có từ một loài cây nó chảy ra, mà cây này chỉ ở châu Phi Việt Nam có, gọi là tên là huyết kẹt. Ở miền Nam à? Không có, đâu có biển đâu. Cây này giống như cây sát sánh, tức là cây huyết giác, không biết các bạn không biết. Cây nó lên những lá người ta trồng làm cảnh được, cây thân lên nhiều lá. Cái lá đó người ta lấy từ tận tâm rồi nó một cái thịt lá thì còn sợi đó, người ta đang làm chiếu chiếu được đó. cái sợi lanh bên trong nó làm chiếu. Cái lá giống vậy, nhưng mà cây này nó lớn lắm, cây này rất lớn. Nhưng mà huyết giác nó thay được không thầy? Hả? Huyết giác không thay được quý vị. Không, huyết giác thì làm gì thấy kìa. Huyết giác nó cũng tụ máu rồi, nhưng mà uống chơi thôi, làm hâm rượu màu đỏ đẹp. Huyết giác, cái cây huyết giác này không thể làm thuốc. Nhưng này, khi cây huyết giác nó già, nó có một cái con, cái bệnh gì đó, là cả một cái phần gỗ đó, nó đỏ lên là nó chết, cây nó chết. Ta lấy phần gỗ đó, ta gọi huyết giác. Chứ còn nếu cây sống bình thường thì nó không có huyết giác. Giống như trầm á, hả? Hả? Nó bị bệnh nên nó thành huyết giác. Có hết, cái gì cũng có. Còn huyết giác thì không, huyết kiệt này cũng không đắt gì lắm đâu. Huyết giác thì nhiều lắm. Huyết kiệt là như trà, đi đâu nó là dị trà. Rồi hồng hoa thì đi đào nhâm, đúng không? Hồng hoa đào nhâm, bao giờ đi đâu? Đào nhâm đó. Rồi nhũ hương, bây giờ đi một chiều, nhũ hương một chiều. Thì phải đi một chiều. Một chiều này nó cũng là chất nhựa, nhưng nó đen. Đen dính dính, đen, dẻo, đen, như dầu hắt. Nhũ hương một chiều, đúng không? Nó thành đôi. Và có một cái bộ nữa không thể thiếu, đó là Lô Hội Đại Hoàng và Mộc Quyết Tử. Lô Hội, tức là Lô Hội. Đại hoàng mà chúng ta cũng học thằng này nó rất hay. Rồi Mộc Quyết Tử là hạt gốc. Mộc Quyết Tử là Mộc là gỗ, biết là con ba ba, cái hạt giống con ba ba gỗ cho nên đặt tên là Mộc Quyết Tử. Nó là hạt gốc à. Thì ta bỏ cái vỏ cứng đi, ta đập bỏ vỏ cứng lấy cái nhân bên trong thôi, nhân nó ngà ngà vàng ngà vậy thôi. Rồi một số cái tên chắc là khoáng vật, đó là tự nhiên đồng. Đồng này là một cái hợp chất của đồng mà nó khai thác nó mỏ ra chưa có chế biến gì hết, nó hơi vuông nặng lắm, rất là nặng. Mộc miết tử, miết là ba ba, miết giáp là cái mai của ba ba, đúng không? Một dược là một dược, còn mộc miết tử mà. Không, anh đang hỏi mộc dược. Không, một. Số một á, một chữ một á, đúng là mộc dược chứ không phải là mộc dược, đúng rồi. Lô Hội tới Đại Hoàng đúng không? Lô Hội Đại Hoàng, mộc miết tử, tự nhiên đồng, rồi thanh phàng, tức là đèn xanh các bạn. Thanh phàn. Cái này các bạn phải ngâm trong cồn từ 60 đến 70 độ là tốt nhất. Còn nếu như không có thì chúng ta dùng cái rượu ngon á, rượu ngon từ đến mấy độ rồi, rượu ngon nó đắt tiền. Giờ nó có cồn 90 chúng ta pha ra thành cồn 60 nó ngâm. Thường phải ngâm ít nhất là khoảng tháng đến tháng rưỡi thỉnh thoảng lắc. Lắc đều. Nhị trà đây là hai cái bài gì này? Không, nhị trà là cái vị thuốc nhị trà. Chứ không phải là chúng ta nói hai loại trà gì đâu, không có hai loại trà. Liều lượng những cái này á, chỉ trừ tự nhiên đồng chúng ta dùng khoảng 200 gram, đúng không?
lô hội thì 50, còn lại thì chúng ta dùng khoảng 100 gram hết, được hết. Tự nhiên tầm các bạn dùng gấp đôi, khoảng 200 gram thì lô hội chỉ còn 50 gram là nhiều rồi, được. Còn toàn bộ các cái kia các bạn cứ mua mà cứ 100 gram. Cái công thức đó sẽ ngâm được cho 15 lít cồn 60 độ này. Các bạn cho vào khoảng 15 lít cồn 60 độ ngâm hơn tháng, đúng không? Tháng rưỡi càng tốt. Rồi các bạn chắc hết ra, đúng không? Sau khi ngâm quá 1 tháng rưỡi 2 tháng nữa chúng ta có thể chắc ra. Chắc ra chúng ta cho thêm khoảng 2 hoặc 3 lít cồn nữa ngâm khoảng 10 ngày nữa để chúng ta lấy nước hai còn tốt. Coi như cái thuốc cái thực còn lại không còn tác dụng. Rồi, chúng ta cho đó khoảng 150 gram lông não thôi, nó sẽ tan liền. Lông não không cho số nó bây giờ mùi nó giảm nó phí gì. Như vậy thằng này cặn với lông não, ok, đúng không? Đó. Cái cồn sâu hút này là tiêu mỡ bầm rất hay. Tan mỡ bầm bị đánh, bị đấm, bị té ngã. Cho nên chúng ta có cái kho trọc đá. Rất giải thích, đá thì bị đánh, đúng không? Đá là đánh. Đá bằng cái gì vậy? Đá hay đánh, tức là bị đánh, ta gọi đá. Trật là trật trẹo, té ngã đó. Tức là chúng ta bị té ngã, bị đánh đá, chứ không phải bị đánh không. Chứ không phải anh nào bị đánh thì mới hiệu quả, còn anh nào bị đánh. Rủi vợ đá cái sưng sườn lên thì cái thằng này số 1, số 1. Nhưng rủi bị té ngã mà trật, mà vết thương trầy trụa, lỡ da ra rồi thì thằng này cũng số 1 hay. Các bạn cứ bôi ngay nó và cái vết thương chúng ta sẽ yên tâm hoàn toàn, không cần mà phải lạnh không có bao giờ yên trọng. Đó, nó hay. Không có, không được. Má tiền vô thì lại hoàn toàn không bôi vết thương hở được. Má tiền là theo cái xu hướng này nè. Nghĩa anh đó, anh cơ đồ, anh yếu quá, anh suy quá thì chúng ta cũng nâng cho má tiền. Chứ không phải là với một cái sạch đá, nó không hay. À, má tiền phải là cái anh già mà. Cho tay chân bị yếu xìu hay là đứng lên xuống không được hay gì đó, teo cơ rồi, cơ rồi bị nháo rồi yếu lắm. Đó, cái dạng đó thì chúng ta muốn cho tiền thì mới hay. Thì một trăm hết. Cái lượng thì chúng ta cứ trừ cái gì đó, chúng ta cứ dùng 100 lắm. Trừ cái đồ hỏi nó 50 coi thì nó nhiều lắm. Rồi, tự nhiên tầm chúng ta dùng tóc coi thì nó nặng. 200 lắm chút mà. Có vài 30 tục là đủ 200 gram rồi. 200 rồi, 50 còn tất cả 100. Thì khi ngâm một thời gian chúng ta thấy là cái tự nhiên đồng nó từ cái hạt vuông vuông này nó sẽ bỡ ra, nát bét ra. Ngâm cái đó bỡ ra rồi. Nó bỡ ra. Chừng cái bá mình đổ ra thành tự nhiên đồng nó đen đen mà nó bá bỡ ra. Bỡ cục bỡ ra rồi nát. Chứ không còn. Này ngâm trong bình sứ, không bình nhựa được hết. Cái này không. Cái này chỉ có mỗi điều là chúng ta chú ý. Khi mà so bóp đau nhất đều được hết, phải không? Tụ máu bong gân gì được hết, đều rất hay. Nhưng mà cái thằng này dính vô giường giặt không ra. Thì nó có đại hoàng rồi, màu lô hội rồi, trộn. Nó vàng khè luôn, thôi bỏ áo luôn. Cho nên khi chúng ta bôi thì nên mặc những cái đồ mà chúng ta chuẩn bị bỏ. Vài bữa bỏ chúng ta so bóp rồi chừng cái áo nó dính mà kệ vứt luôn. Chứ giặt nữa nói chung là. Thì so cái tay mình nó... Nó vàng, vài bữa mình rửa nó hết hẳn, không có gì cả. Cái tự nhiên đâu mình nghiền ra thầy. Không cần nghiền cũng được. Không ra nó tan hết, nó rã rồi hết. Năm tháng là rã, rã bung lên thì bạn đổ bã là nó bét ra thành bột hết rồi. Không, nó kích thước thì như hạt vôi, nó vuông vuông, nó màu đồng đó ra, đúng không? Bơ bớ màu đồng, nặng lắm. Thật ra hai cái loại mà. Nó là cái đồng khai thác ở ngoài chưa qua chế biến gì hết rồi. Tự nhiên đồng, ở dạng oxy gì đó. Lâm não cũng khoảng 100 gram nữa, 150 gram. Nhưng mà thông thường thì cái lâm não nó có hòa tan được cái này không thầy? Tan hết. Tan hết. Lâm, còn nếu như bạn nào muốn cho nó hay nữa mà những này nè. Thí dụ như bây giờ nó đau nhất, mà đêm nó mỏi đau, không bị đánh đá gì mà nó cứ đau. Đúng không? À, mà cần phải so bóp bấm việt thì các bạn cho cứ 1 lít cái này, các bạn cho khoảng 150 gram menthol. Menthol thì ngồi cái từ trong đông y nó gọi bạc hà não, còn cái bọn chợ Kim Biên, cái bọn chợ Búa thì nó gọi là bạc hà cộng, nó sợ sợ nó gọi cộng. Một lít cho thêm bao nhiêu? 50 gram mà thầy. Tới một lít đó, thì các bạn cho khoảng 100 gram, là khi các bạn bôi vô nó rười rười, nó cứ nóng rười rười suốt đêm rất hay, mà chặt chẽo là nhanh. Cái hôm tôi bị tôi bôi cái này thấy gì?
À, bốn lần một là đứng dậy đi. Nhưng mà thầy mới thương hở mà. Không có hở đâu. Thầy hả? Không, thở hở rồi cũng được. Anh bôi hết vô đây với cái hở mà. Hả? Lăng ngang của người ta có xài. Không, thường là cái bài thuốc vỏ không có gì. Cái ngơ rộng đâu có thể này. Lăng ngang cục là chữ nó bị ung ướt cái tình cũng như u cục. Chứ mình làm gì nữa. Cái này đã làm cho em có gì nữa. Vũ hương một giờ nữa. Vũ hương đó bạn. Nếu như cái nhựa thông á, đúng không? Cái nhựa cái thông á, ta gọi là tùng hương. Bây giờ khai thác thông là ta khai thác cái nhựa thông, đúng không? Để cho mình tục dò dò. Mấy anh kéo đường cò, anh hay cho anh đó anh chút để kêu ví. Khi mà hết ì rồi là anh cho cái tùng hương vô. À, để nó mà sáng sáng nó cứ ê, cái dài ra. À, cái ê hết dài là anh cho thêm chút vô. Thì cái đó là tùng hương. À, tùng hương nó trong suốt, nó giòn trong suốt và cái hình khói nó không cụ thể. Còn theo có hai đường nói là nó là cái nhũ hương, tức là cái nhựa thông mà bị rơi xuống đất á, một thời gian dài các bên nhặt thì đó là nhũ hương. Nhưng hồi trước thơm, còn giờ không thơm này. Không, thì trong tùng hương nó không chứ. Không, cái nhũ hương này. Không, nhũ hương ít thơm, rất ít thơm, đúng rồi. Tại vì nó xuống đất nhiều ngày tháng người ta đi nhặt, cái mùi rồi nó bay hết nhiều đi. Nó không còn tinh dầu thông nó nhiều. Trong tùng hương nhiều tinh dầu thông, nhưng trong nhũ hương ít tinh dầu thông. Và khi xuống dưới đất rồi đó, càng ngày nó càng tròn trịa rồi nó như núm vú, cho nên gọi là nhũ chứ không. Ừ, nhũ hương. Đó. Còn nếu như nó đang chảy ở trên cây người ta gỡ ngay trên cây ta lấy thì nó trong suốt, ta gọi là tùng hương. Đúng rồi. Cũng có một cái tiếp nói là nhũ hương là nhựa của một loài cây không có ở Việt Nam. Một cái loài cây ở châu Phi chúng ta nhập về chứ không phải là của Việt Nam. Nhưng cái thuyết nói chủ yếu, người ta nói chủ yếu là cái nhũ hương này chính là cái nhựa thông mà nó rơi xuống đất lâu năm, nhiều ngày rồi, ta mới đi nhặt. Cho nhũ hương đi nhặt nhạnh thôi, ta xem dưới đất thì có cái hạt thì nó là biết ngay là nhũ hương ta nhặt. À, chứ không phải khai thác ngay trên cây, chứ khai thác ngay trên tụng thì thằng này mình có đau nhất mà do sưng viêm thì phải dùng nó. Nó với một dược là chuyên môn đó. Còn thấm nó viêm, tức là có xu hướng nhiễm trùng thì dùng nhũ hương một dược thêm vô. Cho nên bài thuốc mình nó phòng chỉnh đầy đủ, nó hay. Đây cũng là một trong những bài thuốc gia truyền, thuốc võ rất hay được dùng ở các cái lò võ. Thầy, cái này mà muốn lên thành kem thì sao? Thành gì? Kem sao được, nấu kem được. Kem bôi xó hả? Kem bôi xó thì các bạn phải dùng một cái tá dược. Vaseline là thầy? Không, cái này vaseline không được. Vaseline thì thằng một số thằng không tan, không có. Không có tan, không vô được. Cái thằng này rất khó là phải là làm dạng vũ tương. Từ một số thằng đó, nó có thể. Thì một cái tử các bạn phải dùng coi như cồn hệ nước, nó chiết cái chất nó ra được. Thì nếu mà cho vào dầu thì nó không ra. Cho nên vài hôm nữa, ngày mai để tối thì tôi tiếp tục tôi bổ sung một cái mà ta sẽ làm cao dán, cái dạng là chúng ta dùng cái này là làm thành cao dán. Cố gắng dán. Này đỡ hỏi này không đỡ hỏi. Cao dán thì nó phải có chất nhiều hóa để nó dẫn qua da. Mày nhớ không trốn được cao dán. Thì cái mà đụng má bầm rồi thằng này hay lắm, ta má bầm nhanh lắm. Cái ngày xưa mà tôi bị gãy cái chân đây các bạn, người ta khâu vá rồi ta nẹp rồi, khi tôi ra bệnh viện á. Tức là vì đúng ra là bắt ở lại một thời gian dài, nhưng tôi ra bệnh viện rất sớm. Đây này, đây các bạn thấy, ốc phí toàn dây, như là ốc xí lạc đó, thấy chưa? Khi tôi ra là toàn bộ cái trong này, nó như cái màu thanh long ruột đỏ, bầm tím. Nó giữ tôi lại tim một tuần, tới 7 ngày, nó cho ra, tôi gọi quá, tôi dùng nó cho ra, thì họ cũng quen rồi. Thì nó cho ra mất 5 ngày, còn 3 ngày nữa tôi cầm thuốc vào. Cầm thuốc nó cho chúng ta là Ciprofloxacin. Đó. Một thằng trong cái dòng Gentamicin đó. Gentamicin đó, tức là trong cái dòng Gentamicin đó. Thường mới nói là anh cứ đưa tôi về, tôi tự tin cũng được. Mấy bác sĩ cũng cứ để tử học trò mà nó bảo thầy về tim đau lắm á. Thì đúng là đâu khi tôi về Amikacin, tức là cái dòng của Gentamicin mà thế hệ mới giờ nó kết hợp hai loại. Ciprofloxacin là cefalosporin thế hệ thứ ba. Tôi về tiêm Amikacin thì còn chịu đau nhưng còn chịu được, tức là bấm bụng tiêm tiêm vào đùi này, tiêm một phát một được,
đánh xe phô rô xin xong cái hoàn nước xin trả lời một phát như xé da xé thịt ra ở trong bệnh viện nó cứ truyền theo dịch truyền thôi cho nên nó chỉ tức tức cái tay thì không đau còn tim bắp nó kinh thường nó HIV rồi mà tim bắp và tim trả lời tim bắp nó đau tôi tìm có một phát được không phát amikacin tiếp tục tìm nữa cho hết nhưng riêng thằng đó phải bỏ luôn ra mua thêm mấy liều cái rovamicin đó à tức là spiramicin các bạn hồi nãy tôi nói rồi nó phải nhớ chứ 15 lít cái bí mật người ta nói một lần vậy là nhớ anh là nhớ được ngày còn nhớ ở đây chứ gây lắm mất tiền luôn kiếm ra nó tiếng như thế các bạn mà bên trong thì nó có uống thuốc hóa uống nữa các bạn chú ý là nó có cái bài thuốc hóa uống à. Rồi đây là thuốc hóa bốt thì các bạn cũng tôi uống có hai thang thuốc hóa thì cũng bao giờ uống nhiều được nhiều nó phá huyết chẳng qua một hai thang khi mà mình đang bị á tôi nhìn chăng nó tránh từng giờ một thí dụ bây giờ 12 giờ trưa là đến đây thì không một chiều đến đây không vâng đến khi tôi thấy là sau khi tôi uống mà tôi bôi một thời gian nó còn một chút xíu bầm bầm đen đen ở một chỗ gần dưỡng trăng nó không khỏi tránh hết luôn rất nhanh như thế ghê mà các bạn thấy ngoài cái đó ra tôi còn bị gãy cổ xương đùi lần nữa mổ dài cũng lại nè trước đó hai lần vậy nhưng mà các bạn thấy nếu tôi đi bình thường các bạn không bao giờ nhận ra biết là tôi có bệnh gì tổn thương gì trăm cái đó để nói các bạn nghe cái này khi các bạn mà bị tổn thương cái hệ vận động thì các bạn vô bệnh viện người ta kéo người ta làm gì ghê treo mấy quả tạo đồ gì búa xua quả cong gì đó không nhưng đặc biệt là khi các bạn đã đi đã tập đi là dù đau bao nhiêu đau tuyệt đối không bao giờ đi không thẳng thốn cứ đi thẳng thốn đi một bước làm một bước đau chịu nó thì ngồi xuống đừng rồi thành tập năm ba hôm đi dậy đỡ đau đi thẳng thì đau quá chịu không đỡ đành đi vậy là nó đỡ đâu khi đi đỡ đâu hả phải đỡ đâu nhất đi à đây đỡ đâu nhất thì đi giải bài quen vài vòng mà không bao giờ thẳng thốn được cho chúng ta khi bị thương mà đặc biệt là hệ xương chúng ta phải tự chỉnh mình để tự mình chỉnh hình mình mà hồi đó tôi thấy nhớ là trời những cái phát đi đầu tiên đi một có một bước mà đi không thôi nhưng mà cố cái chịu đăng cái chịu đi lần thứ hai cũng phải đi thật thẳng thốn đâu cỡ nào phải đi cho đàng hoàng vậy tính ra đi ít tập đi ít thôi ngày đi 5-7 bước thôi không cần đi nhiều nhưng mà đã đi phải tính chứ đừng eo eo như thế là nói rồi à, sau đó là anh sẽ dần dần anh đi theo cái đường đó vì cái đó nó có xu hướng nó muốn co lại đúng không co rút theo xu hướng mà anh thấy đỡ đau nhất dần dần là nó co định hình mà người ta chỉ trị bệnh chứ không ai chỉ trị tật các bạn nhớ cái chữ bệnh tật của tiếng Việt nó hay lắm bệnh nghĩa là chúng ta còn xử lý còn uống nắng được nhưng khi tật nghĩa là rồi khó rất khó mà khi đã eo eo vậy rồi thôi có anh bệnh viện nào chỉnh hình cho anh lại được nữa có một cách nào rất quan trọng thầy cái công thức này một số người cho thêm một vài lời để tạo nhũ thì không phản ứng thuốc gì không phản ứng gì nhưng nói chung nó nhất nhất một lời nó đau quá thuốc đâu mà chỉ làm cái nền nhất thôi nhất thôi người ta tạo ra cái độ sánh à không đây người ta tạo cái còn thực ra nó không có nó giảm tác dụng cho chúng ta đúng rồi rồi nó sẽ không đưa thuốc được sâu hơn đúng không vì độ nhất đó thì nó xuống nó không thâm nhập vào da thì tốt hơn nhưng mà cái thuốc trên cái bài thuốc cao dán á nó có cái chất để tạo ra cái nhũ hóa để đưa thuốc vào da được tại vì này cái thuốc nào chỉ thâm nước không thể qua da à nhưng chỉ thâm dầu thì chỉ đi được đường đến vùng mỡ dưới da sau đó không đi vào sâu được nữa à nó nghiệt như thế cho nên thường đa số cái thuốc bôi ngoài da là phải chế ở dạng nhũ tương tức là vừa thâm dầu vừa thâm nước à cho nên nó thuốc nó đi qua được lớp mỡ da đồng thời đi sâu vào bên trong được nó ngấm sâu được cho nên các dạng bôi ngoài đều là bôi mát cái dạng đó thì dạng nhũ tương tương mềm đúng không dạng kem mềm kem nó hay gọi là à chứ còn nếu giờ anh lấy nước bôi thì nó chắc nó ngồi chơi à không đòi nào được cái gì hết á sát trùng rồi chẳng hạn vậy thôi nhưng mà nếu bôi dầu thì chỉ ngấm được qua cái lớp niêm mạc chút đến cái lớp mỡ nó nằm đó thôi cho nó không có vào được nữa rất nghiệt cái cấu trúc da của mình như vậy mà nhờ đó nó mới tránh được nhiều cái chất độc chứ nếu mà nó không có cái tạo đó là chúng ta cái gì nó cũng nhảy vô rồi chúng ta tránh đi hoàn toàn á thì nhìn này các bạn ở trên trường chúng ta cái loài mã tiền cái tên học là Cyclops vomica đây là một loại cây gỗ
Cây gỗ nhớ nó không có phải là cây lớn, cũng phải là cây nhỏ lắm. Nhiều cây nó thậm chí to như thế này, bắt đầu. Và cây gỗ hay ngon. Lá nó cũng lá hình móng ngựa, cho nên là mã tiên, hình móng con ngựa. Cũng có ba căn tính nổi rõ. Và trên cây nó thỉnh thoảng có những dây nó nghéo tròn lại. Đó. Quả nó to bằng quả cam nhưng bóng lưỡng, chứ không phải là không có những cái hột như là nó bỏ quả cam. Tại vì họ nhà cam nó có túi tiết tinh dầu ngay biểu bì, cho nên nó có những sạch sạch. Cho nên các bạn thấy, các bạn lấy những cái vỏ cam mà quýt mà chơi nặng cái thì nó ở ngoài biểu bì nè, bây giờ nó quay rồi nó đây, đúng không? Nhưng mà nó thì nó không phải là họ, họ cam nó không có đại tính. Thì quả nó giống quả cam, khi chín cũng hơi đó là quả cam, nhưng da bóng lưỡng à. Ở trong các bạn bổ ra có khoảng 15 đến 20 cái hạt nằm đó. Cũng y như vậy nhưng mà nó là dây leo hóa gỗ. À, à thì hòn nàng. À, thì hòn nàng người ta là chủ yếu dùng cái thân đó chứ không phải dùng cái hoa đó. À, cái hạt. Còn mã tiền chúng ta dùng hạt. Trong thân hòn nàng cái hàm lượng protein nhiều hơn. Nếu như trong mã tiền thì hàm cái thành phần chính là citrinin, thì trong hòn nàng lại protein là nhiều hơn là citrinin. Cho nên hoàng nàng thực tế về mặt thực độc thì nó có vẻ nó độc hơn cả hoàng nàng. Hơn khí trà. Thì hoàng nàng người ta chế bằng cách là nâng nước qua gạo cũng 4 ngày vậy thôi. Rồi đem ra thái mỏng rồi bắt đầu là sấy khô lên. Hả? Chứ không có gì. Thì cũng có thể dùng. Có một cái giai đoạn mà cách đây chắc cũng khoảng 10-15 năm đó. Nó rộ lên một cái trường hợp ở Quảng Ngãi này. Mua người ta bán cái than thập toàn đại bổ gì đó về ngâm rượu uống là ngâm uống chết luôn, là người ta lấy cả hòn nàng người ta bỏ vô chết nguy hiểm. Hòn nàng mà ta dám bỏ vô ngâm rượu uống rồi chết liền. Rồi phụ tơ chế thì tôi nói thật ra chúng ta muốn chế làm gì ha, tại vì thứ nhất là chúng ta không phải ở vùng nguyên liệu, cái vùng nguyên liệu nó là các tỉnh Cao Bắc Lạng ở phía Bắc, nó có cây ngọc hoang nhiều, ở chúng ta không có đâu. Mà chế nó cũng công phu là những người quen trong nghề, trong chế, chứ sẵn bán. Còn bây giờ chúng ta cứ ra mua hắc phụ bạc phụ đó về dùng thôi, cũng không có chế. Nhưng ở đây chúng ta cũng biết qua nè. Cái cây ổ đầu á, nó thường nó có một cái rễ, cái thân rễ chính này nè. Rồi từ thân rễ chính này nó mọc ra rất nhiều cái thân rễ con. À, nhiều cái thân rễ con nhỏ nhỏ nè. Hai bên nó có nhiều cái thân rễ con nè. À, vâng. Đó. Thì cái đây là hoàn toàn không chế biết kìa, thôi bỏ đi, rất độc, không chế. Là lấy những cái rễ của con là thân rễ con không chế. Thân rễ con này nó cũng có những cái râu cái rễ nhỏ rồi lại ngâm, cái rễ nó không có trụ lưới nữa. Là cái khớp tất cả cái rễ nhỏ bỏ đi. Cắt bỏ đuôi đi, tề thôi đi. Rồi nó thái ra, ta thái dọc theo này thành từng miếng dọc theo đó. Rồi. Mỗi miếng dày có 1mm là được. Thế là nhiều lát này, đúng không? Nhiều lát. Rồi các lát này, chúng ta cứ bỏ một lớp. Ta bỏ đổ một lớp diêm. Ta gọi là diêm sinh. Diêm sinh tức là muối magie chloride. Đó. Tức là muối magie chloride chứ không phải là muối ăn là natri chloride đâu, mà nó là magie chloride. Cái muối này là lấy từ nước ót của ruộng muối. Cứ một lớp đó, một lớp muối bỏ lên, cái muối này nó tính tinh này, nó thành bột cho nó kết thành hạt như là cái muối ăn của chúng ta. Ta cứ bỏ một lớp phụ tử ở dưới, một lớp muối diêm sinh lên rồi ta bỏ một cái an bình nước rồi, an bằng đất các bạn nhớ ha, mình đã dùng kim loại rồi hết rồi. Ta bỏ đầy lên miệng, cái lớp này lớp kia đầy lên miệng, trên miệng ta rất khớp, cho nên kín lớp thì cái lớp muối mình ra. Rồi chúng ta lấy bình lông hay cái nắp ra, rồi thật kín lại thì để nước rồi nó lọt vô. Ta cứ để luôn mà trời, nắng mưa thì cứ để luôn rồi đó, 6 tháng liền như vậy. Lúc này chúng ta mua nắp ra, gỡ ra, à, gỡ ra lúc này là cái muối nó chảy nước ra, nó bám chặt vào các cái lá phụ tử này, trắng tinh, người ta gọi đó là diêm phụ chưa dùng được. Ta gỡ hết ra rồi,
thì chúng ta có thể chế bằng hai cách. Một là chúng ta cứ nấu nước sôi lên rồi cho cái viên phụ này vô, sẽ tan hết muối ra đúng không? Ta đổ đi, ta đổ nước, nó sôi một tí rồi ta đổ hết nước này, chúng ta cho cái nước mới vô đổ. Đến khi cái nước mà ta đổ ra thường là 3 đến 4 lần, cái nước mà ta thải ra ta nếm nếm thử không thấy tê ở đầu lưỡi nữa thì là coi như được mới được, lúc là đem phơi khô. Nếu chế bằng nước thường á thì chúng ta được cái bạch phù vì nó trắng tinh, cái lát và phụ tử nó trắng. Còn nếu chúng ta dùng cái nước đậu đen á, ta mới nấu lên, ta đổ nấu lên đổ cũng vài ông lần đến như thế thì nó sẽ ra cái màu đen đen ở rìa mà chúng ta gọi bạch phù. Các bạn học đông y đây, người ta đưa các bạn nhận thức, người ta ghi phụ tử là cái hát phù đó. Chứ đúng ra cái đó không gọi là phụ tử, một là hát phù, hai là bạch phù, còn phụ tử là chung. Đôi khi chúng ta chưa cho biết rõ ràng là ta gọi chung là phụ tử đó. Còn ô đầu thì không có dùng trong được, không có chế biến gì cả. Ô đầu bên Tây Y nó vẫn dùng, nó ngâm cồn xoa bóp bên ngoài và đương nhiên cũng không được bôi lên vết thương hở. Mà hay nhất của nó là bôi lên những cái trường hợp bị đau nhức phong thấp mà do hàn chứng, tức là lạnh lẽo rồi tím tái tại cái khớp lạnh lẽo, thường là mấy người già. À, ta gọi chứng là không phải, thoái hóa khớp. Hôm nọ tôi nói rồi, cái khớp khớp nó có 4 thể đúng không? Cái thể nhiệt có nghĩa là sưng nóng đỏ đau tại khớp, thì Tây Y nó gọi viêm khớp cấp á. Còn cái thể hàn có nghĩa là lạnh lẽo tím tái tại khớp, mà mỗi lần đau là chườm nóng thấy dễ chịu, à, thì đó là thường gặp ở người già, cái đó gọi là thoái hóa khớp. Ngâm xoa thôi chứ không có đau quá. Mấy bà sẽ yên rồi, mấy bà sẽ thủ một lọ. Mỗi lần bà đá lít trái rồi chỗ nào bầm tím là xoa bóp ngay đúng không? Tăng ngay. Ta mang tím. Rồi một vài cái dược liệu chế một cách bình thường, chúng ta chế các dược liệu thường. Rồi chúng ta làm thế thì chúng ta bàn đến các cái dược liệu thường thường. Hey.